Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến ba cái đoạn gọi là khó của bài thơ Việt Bắc. Ba cái đoạn mà thường là rất là khó viết. Thế thì bây giờ chúng ta nếu như bộ ra vào đề này, chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đoạn thứ nhất, đó là ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, trớn ngòi thia sông đáy suối lê về đầy. Nếu xét trong ba đoạn các em nhé, thì thầy thấy đoạn này là đoạn có khả năng ra vào cao nhất nếu như người ta xét đến ba cái đoạn này, tức là ba đoạn khó này, ba đoạn gọi là nó có những cái tính chất nó khó viết hơn những đoạn khác, đúng không ạ? Thế thì với cái đoạn này thì chúng ta sẽ phân tích nó như thế nào? Thì trước hết ta nhìn vào mặt hình thức của câu chữ, ta sẽ thấy nó được là in thẳng chứ không phải in nghiêng. Trong bài này đó là lời đối đáp giữa Việt Bắc và chiến sĩ, và theo quy định thì Việt Bắc là những hàng chữ được in nghiêng và chiến sĩ là những hàng chữ không in nghiêng, khiến cho ta nhận ra ở đây đó chính là lời của chiến sĩ đáp lại lời của Việt Bắc sau những câu hỏi mà Việt Bắc đã dành cho mình, sau những niềm lo trăn trở Việt Bắc khi có cái điều kiện xảy ra, đó là Việt chiến sĩ trở về xuôi, và còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc là chiến sĩ đừng bao giờ quên đi nghĩa tình cách mạng. Đáp lại những cái lời trăn trở, lời nhắc nhở, niềm lo nỗi nhớ đó, chiến sĩ đã thỏa những cái câu hỏi, những cái nỗi niềm của Việt Bắc dành cho mình bằng những câu sau đây. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Thì riêng những cái câu ở đầu tiên này thì đã là lời đáp đáp lợi đáp lại những cái nghĩa tình mà Việt Bắc dành cho. Cụ thể như sau, cùng xem nhé. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Đúng không ạ? Thì trước hết chúng ta chú ý cho thầy những cái cụm từ sau đây. Ta, mình, ta. Thì các bạn phải nhớ ngay lại cho thầy về cái tác dụng của cái cách xưng hô mình ta. Đúng không ạ? Cách xưng hô mình ta là tố hữu học tập từ ca dao dân ca, là những cái vở câu ca dao rất là đỗi quen thân. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mỉm cười. Cách xưng hô mình ta là cách xưng hô của cá nhân, của tình cảm cá nhân riêng tư, của tình cảm đôi lứa yêu nhau, của tình cảm vợ chồng gần gũi thắm thiết gắn bó, đã được dịch chuyển sang tình cảm tập thể là tình quân dân. Như vậy Tố Hữu đã làm được một cái điều rất sáng tạo, đó là gì ạ? Nói câu chuyện chính trị mà rất nỗi là trữ tình, nói một tình cảm lớn nhưng gắn bó thắm thiết như tình cảm cá nhân, như tình yêu đôi lứa à, hay nói cách khác tình quân dân mà như là tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng như là cá với nước, được chưa ạ? Thì đó là cách xưng hô mình ta. Sau đó ta lại thấy cái cách điểm vòng ta với mình với ta có nghĩa là gì? Mình và ta tuy hai mà một. Lòng của Việt Bắc cũng giống như dạ của chiến sĩ, lòng dạ chúng ta là như nhau. Có nghĩa là gì? Việt Bắc nhớ chiến sĩ bao nhiêu, chiến sĩ cũng thương Việt Bắc bấy nhiêu. Lòng Việt Bắc lo lắng bao nhiêu, lòng chiến sĩ bồi hồi tha thiết bấy nhiêu. Như vậy, ta với mình với ta tuy hai mà một. Thứ hai, các bạn cũng để ý thấy cái từ lòng ta, tức là lòng của chiến sĩ, sau trước mặn mà đinh ninh, điều này có ý nghĩa gì? Cùng xem. Từ sau với từ trước, nó vừa có ý nghĩa không gian, vừa gợi về mặt thời gian. Sau là không gian đằng sau, trước là không gian phía trước, có nghĩa là dù đi không gian nào, đó, không gian sau hay không gian trước, sau trước có nghĩa là thời gian sau này là tương lai, thời gian trước đây là quá khứ. Tức là dù có không gian nào, dù là Việt Bắc hay là thủ đô, dù có là quá khứ hay là tương lai, thì lòng của ta, tức là lòng chiến sĩ vẫn mặn mà đinh ninh. Đinh ninh là chắc chắn, luôn luôn mặn mà với Việt Bắc, không bao giờ thay đổi, dù vật đổi sao dời, dù là quá khứ, dù hiện tại hay là tương lai. Dù có về với thủ đô hoa lệ, ta chẳng bao giờ quên, ta chẳng bao giờ mà phôi pha tình cảm với Việt Bắc. Thì đó chính là lời khẳng định đinh ninh chắc chắn cái tình cảm của chiến sĩ dành cho Việt Bắc, đáp lại cái lời lo lắng mà Việt Bắc đã nói trước đó. Đúng không ạ? Mình đi, mình lại nhớ mình.
Mình đi mình lại nhớ mình. Như lúc nãy thầy vừa phân tích đó là gì ạ? Mình đi mình lại nhớ mình có nghĩa là gì? Mình không bao giờ quên chính mình trong quá khứ. Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu đã khẳng định rằng là gì? Bao nhiêu bấy nhiêu, nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu có nghĩa là không bao giờ, không thể nào mà quên được nghĩa tình Việt Bắc đã dành cho mình. Đó. Nguồn Việt Bắc dành cho mình bao nhiêu nghĩa tình thì mình càng trân trọng bấy nhiêu. Đúng không? Thì đó chính là những cái lời hồi đáp mà chiến sĩ đã trả lời lại Việt Bắc. Tiếp sau lời hồi đáp như cái công thức chúng ta sẽ tiến với cái nỗi nhớ của chiến sĩ dành cho Việt Bắc. Bài thơ này khúc ca chủ đạo đó là nỗi nhớ vì nó nói về ngày chia ly. Ngày chia ly cho nên khúc ca chủ đạo là nỗi nhớ, là khúc ca của tình cảm. Vậy thì nếu Việt Bắc nhớ chiến sĩ bằng khúc, bằng cái sóng lòng trào dâng thì Việt chiến sĩ nhớ Việt Bắc cũng là nỗi niềm không kém, và chiến sĩ nhớ Việt Bắc đã được so sánh với hình ảnh là nhớ người yêu, với tính chất nỗi nhớ là nhớ người yêu. Nhớ gì như nhớ người yêu, nhớ từng bàn khói cùng xương, cái điểm từ nhớ cũng đã khẳng định được cái nỗi nhớ chiến sĩ dành cho Việt Bắc, đặc biệt đã so sánh được nỗi nhớ như là nhớ người yêu, được không ạ? Thế thì nỗi nhớ người yêu đó là nỗi nhớ như thế nào? Đó là nỗi nhớ rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ. Nhưng có cái hay của nỗi nhớ người yêu đó là nỗi nhớ luôn ập ào, nỗi nhớ luôn thường trực, luôn da diết, luôn khắc sâu, xoáy sâu trong tâm trí. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Nỗi nhớ đã vượt qua những giới hạn của không gian, vượt qua những giới hạn của thời gian, vượt qua giới hạn của tâm trí, của tâm hồn. Nỗi nhớ chiếm trọn cả thế giới tâm hồn, ý nghĩ. À, đó là nỗi nhớ người yêu, nó mạnh mẽ, nó mạnh liệt như thế. Được không ạ? Và từ cái nỗi nhớ đó, những kỷ niệm về thời gian, những kỷ niệm qua không gian lại được tái hiện. Ta sẽ thấy được hình ảnh của những kỷ niệm qua thời gian. Đó là trăng, là nắng. Đó là sương, là sớm khuya. Dù ban ngày hay dù ban đêm, dù trăng lên hay dù mặt trời tắt, chiến sĩ Việt Bắc luôn sớm khuya bên nhau. Tiếp tục là những kỷ niệm được gợi lên qua không gian. Không gian ta thấy có không gian rộng lớn thiên nhiên, là núi, là nương, là ngòi thia sông đáy suối Lê, đến không gian cụ thể, không gian sinh hoạt. Dù không gian nào, chiến sĩ và Việt Bắc luôn quấn quýt cạnh nhau. Hay nói khác là dù có thời gian nào, không gian nào trong suốt 15 năm, ta cũng thấy đong đầy kỷ niệm giữa chiến sĩ và Việt Bắc quấn quýt chẳng rời. Đó. Và cuối cùng đặc biệt ta còn phải nói đến đó là hình ảnh người thương đi về. Người thương, thương đây là thương yêu, thương mến. Ta thấy trong từ người thương nó hay hơn người yêu rất nhiều. Yêu thuần về tình cảm. Còn ta thấy thương có cả tình, cả nghĩa. Như vậy trong suốt 15 năm gắn bó không chỉ là cảm xúc rung động, nó còn là cái nghĩa dày, nghĩa nặng. Cho nên người thương là cả tình, cả nghĩa hòa quyện trong cái chữ thương đó. Người thương đi về ở giữa sáng mai, người thương đi về khi trăng đã lên, và người thương bây giờ còn đi về trong trí nhớ của người chiến sĩ. Thế đó chính là những tình cảm của chiến sĩ dành cho Việt Bắc hồi đáp lại Việt Bắc, đúng không ạ? Và từ đó ta nên lên tính dân tộc của đoạn này, đó là gì ạ? Đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đó là cách xưng hô mình ta gần gũi với ca dao, là thể thơ lục bát của dân tộc. Và đặc biệt ta thấy được những cảnh quan thiên nhiên, đời sống sinh hoạt gần gũi thân thương của đồng bào Việt Bắc, là một trong những vùng lớn của đất nước Việt mình. Thì đó chính là những cái đoạn mà chúng ta cần phải phân tích làm rõ, và đoạn này là đoạn quan trọng nhá. Rồi, đó là đoạn số 1, đúng không ạ? Chúng ta cùng đến với đoạn số 2. Đây là đoạn thầy chưa giảng. Và các bạn sẽ thấy là trong tài liệu hay như trong khi mà các bạn tra cứu thì cái đoạn này cũng là cái đoạn rất ít được phân tích. Rất ít được phân tích, đúng không ạ? Nó nói về một bài thơ dài thì thường sẽ có những đoạn đặc sắc và những đoạn ít đặc sắc hơn. Thì không thể nói đoạn này là ít đặc sắc hơn, nhưng đoạn này
có thể nói là gì, học sinh khó viết, khó phân tích hơn chút. Vậy thì cách phân tích nó sẽ như thế nào? À, chúng ta cùng vào luôn vì chúng ta sắp hết giờ rồi nhé. Nào các bạn cố lên nào. Bắt đầu nhé. Với đoạn phân tích này thì chúng ta sẽ thấy được là tiếp tục nỗi nhớ của người chiến sĩ, tiếp tục đi theo những kỷ niệm qua thời gian và không gian. Những này là thời gian, đúng không ạ? Rồi là dãy hay là lớp học, đúng không ạ? Đồng khuya, đúng không ạ? Cơ quan, núi đèo, rừng, đúng không ạ? Thì đó chính là thời gian, là không gian, đúng không ạ? Thì nỗi nhớ tiếp tục được trải dài qua thời gian, qua không gian. Bởi vì trong 15 năm không dễ gì mà một hai từ mà nói hết được những kỷ niệm. Cho nên những kỷ niệm cứ ập ảo, cứ đong đầy, cứ đổ về trong nỗi nhớ của người chiến sĩ khi nhắc về Việt Bắc. Vậy chúng ta sẽ cùng phân tích nỗi nhớ đó tiếp tục tái hiện những hình ảnh gì thân thương gần gũi mà chiến sĩ đã khắc vào trí óc. Bây giờ cùng xem nhé. Trước hết, ta đi ta nhớ những ngày như thế nào? Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi. Rất chú ý thầy từ cụm từ đắng cay ngọt bùi. Đắng cay ngọt bùi, đúng không ạ? Đó là những gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nó là ẩn dụ cho những gian nan, những sung sướng, những vất vả, những hạnh phúc trải qua trong cuộc sống. Khi hai người trải qua một thời gian mà có thể nói được là đắng cay ngọt bùi, tức là họ đã nếm trải đủ thứ mùi vị trong cuộc sống để tình cảm nó thực sự là sâu sắc, gắn bó, thắt chặt và hòa quyện. À, vậy thì trong 3 năm chúng ta học, chúng ta đã đủ đắng cay ngọt bùi chưa? Khi đã đủ đắng cay ngọt bùi, có nghĩa là mối quan hệ đó đã được gọi là sâu, đã được gọi là đậm lắm rồi các em. Được không ạ? Vậy thì mình và ta cũng đã trải qua, đã nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi rồi. Cho nên tình cảm đó dễ gì mà quên được. Đúng không ạ? Thứ hai là ta thấy cái cụm từ thương nhau. Lại một lần nữa từ thương xuất hiện. Thương vừa là yêu, nhưng vừa là thương mến, vừa là tình, vừa là nghĩa. Vì thương nhau mà Việt Bắc sẵn sàng chia, sẵn sàng sẻ và sẵn sàng đắp cùng. Có nghĩa là gì? Những cái thứ vật chất tầm thường ít ỏi là củ sắn, là bát cơm, là tấm chăn xui. Nhưng với người chiến sĩ, Việt Bắc chẳng bao giờ tiếc mà sẵn sàng cho đi tất cả, chia sẻ tất cả những gì của họ với chiến sĩ. Sẵn sàng chia sẻ củ sắn lùi, chia sẻ bát cơm, chia sẻ tấm chăn. Như vậy những tình cảm thương yêu gắn bó và hết lòng đó của Việt Bắc làm sao chiến sĩ có thể quên được. Và ở đây em phải nói rõ, ta thấy được một cái tính cách dân tộc nổi lên rất là đậm đà. Đó là gì? Tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lá lành đùm lá rách. Việt Bắc sẵn sàng sẻ chia tất cả với chiến sĩ, không tiếc không chừa một thứ gì. Đó là tinh thần tương thân tương ái, là một Việt Bắc hết lòng yêu thương chiến sĩ, hết lòng vì chiến sĩ trong suốt 15 năm. Một cái tình cảm đó làm sao chiến sĩ có thể quên? Đặc biệt chiến sĩ không thể quên được hình ảnh người mẹ. Hình ảnh người mẹ. Chúng ta cùng nhớ lại cái bài Ngủ ngoan A Cay ơi, ngủ ngoan A Cay hỡi. Đến hình ảnh mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Người chiến sĩ chẳng bao giờ quên được hình ảnh người mẹ bịu con lên dãy. Mà với cái nắng khắc nghiệt của vùng Việt Bắc, nắng mà nắng đến cháy lưng, phép thập xưng để thấy được cái nắng như đổ lửa ở vùng núi non Việt Bắc. Trong không gian rộng lớn như vậy, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, người mẹ vẫn bịu, vẫn lên dãy, vượt con đường dốc mà bẻ từng bắp ngô bé nhỏ mà nuôi quân diệt thù. Làm sao chiến sĩ có thể quên? Đặc biệt chiến sĩ cũng đã mang đến cho Việt Bắc cái chữ, hình ảnh lớp học y tử. Lớp học y tử đây là cái lớp bình dân học phụ, đem cái ánh sáng của tri thức, ánh sáng của đảng đến với những người dân Việt Bắc ham học. Và ta thấy hình ảnh của Việt Bắc, một cái hình ảnh ban ngày cùng lao động,
cùng chiến đấu. Ban đêm lại vang dội lên những lớp bình dân học vụ, cho ta thấy cuộc sống không ngừng nghỉ trên cái vùng đất Việt Bắc này, không lúc nào nơi nghỉ trên vùng đất Việt Bắc này, đúng không ạ? Cho nên đồng khuya mặt đuốc vẫn sáng, rồi là gian nan mà vẫn ca vang. Dường như trong gian khổ, người Việt Bắc vẫn không hết sự lạc quan, bởi vì có cái niềm tin, bởi vì chiến sĩ Việt Bắc luôn bên nhau, cho nên vượt qua hết mọi khó khăn và gian khổ. Đời gian nan nhưng tinh thần vẫn ca vang. Hay ta nói đó là cái thời kỳ của tiếng hát mà át cả tiếng bom, đúng không? Thời kỳ tiếng hát át đi cả tiếng bom, có nghĩa là khó khăn gian khổ không làm chùn bước chùn chân những tâm hồn, những tinh thần yêu đời phơi phới. Đó là vùng đất thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Và cuối cùng là tiếng mõ, là tiếng chảy đêm, đó đã đi vào trong ký ức, lăn vào trong ký ức, vỗ những ký ức của người chiến sĩ. Thì đó chính là cái đoạn thơ này, những kỷ niệm sâu sắc khắc vào cốt, ghi vào tâm của người chiến sĩ. Sau đó em lại nói rõ về cái tính dân tộc của cái đoạn này là được, đúng không ạ? À, đoạn này thì tính dân tộc, ngoài cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, em còn nói rõ về cái tinh thần tương thân tương ái, về cái lối sống trọng tình trọng nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn là tinh thần lá lành đùm lá rách, là hình ảnh người mẹ Việt Nam, là hình ảnh của đuốc sáng lớp học y tờ, những hình ảnh đi sâu vào ký ức dân tộc, đúng không ạ? Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải nói rõ, nói kỹ nhá. Rồi thì đó chính là đoạn thứ hai. Và đây là đoạn số 3 các em nhé. Rồi, đoạn số 3 này thì thật ra nó khá là đơn giản thôi. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Ai về, ai có nhớ không? Ta về ta nhớ Phủ Thông đèo Giàng, nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng, nhớ từ Cao Lạ, nhớ sang Nhị Hà. Thì với cái đoạn này thì đây là tính bắt đầu là từ bản hùng ca. Và với bản hùng ca thì là phải tính sử thi, em phải nói rất rõ, đúng không ạ? Cái tính sử thi thì các em phải nói rõ về cái tính chất của cuộc chiến, là cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, hình tượng kỳ vĩ lớn lao, và đặc biệt là ngôn ngữ thơ hào hùng, đanh chắc, dồn dập và khí thế. Thì đó là những cái đoạn mà nói về tính sử thi. Thì với cái đoạn này là nó nói về cái quá trình của cuộc cách mạng, đúng không ạ? Nhớ khi giặc đến giặc lùng là nói về tình thế những ngày đầu cách mạng. Còn những đường Việt Bắc của ta là nói về lúc chúng ta đã lớn mạnh, chúng ta đi đánh những cái trận cuối để giành về những gì của ta. Thì ở cái đoạn số 1 gọi là giai đoạn đầu của kháng chiến, và đoạn 2 là giai đoạn sau của kháng chiến. À, từ non yếu đến mạnh mẽ đến bất khả chiến bại, thì đó là cả một quá trình, chứ phải đùng một cái nó có thể bất khả chiến bại được, đúng không? Thì chúng ta cùng đi đến cái đoạn này, nhớ khi giặc đến giặc lùng, em sẽ phân tích nó như thế nào. Thì các bạn cùng chú ý phân tích như sau, nhìn nhé. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, phóng to một chút này. Đó. Thế thì cái đoạn này thì chúng ta cùng chú ý như sau. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, có lẽ nhớ khi là trong ký ức của chiến sĩ chẳng bao giờ quên được hình ảnh những ngày đầu thành lập căn cứ địa. Lúc đó lực lượng cách mạng còn non nớt, căn cứ địa còn rất là yếu, chưa vững mạnh như thường. Thì lũ giặc đã quyết tâm xông lên để mà triệt tiêu tận gốc rễ của cách mạng. Vậy thì hình ảnh điệp từ giặc cho thấy một lũ giặc đông đảo, chúng đến, chúng lùng sục, chúng bắt bớ
cho thấy lũ giặc rất bạo tàn, rất hung hăng, rất hung hãn, với một cái quyết tâm là phải triệt tận gốc, tận rễ cách mạng, đầu não cách mạng nằm ở Việt Bắc. Vậy đó là một tình thế có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điều gì khiến chúng ta trụ lại được, chúng ta chống lại được, chúng ta vững vàng được? Thì câu thứ hai đã diễn đạt: rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. À, cái từ này phải phân tích nó ra cái này. Rừng cây là lực lượng số 1, núi đá là lực lượng số 2, ta là lực lượng số 3. Tất cả ba lực lượng này cùng phối hợp lại trong từ cùng để thực hiện chung một mục đích là đánh tây, tức là đánh giặc Pháp. À, như vậy điều để chúng ta chống lại, điều để giữ vững cái tình thế rất là trong manh mong manh đó, để chúng ta trụ lại được cho đến khi chúng ta vươn mạnh lên, đó là tinh thần đoàn kết. Mà một lực lượng được nhắc đến ở đây là thiên nhiên cũng trở thành một lực lượng cách mạng đồng vai sát cánh với quân và dân để mà đánh giặc. Cho nên rừng cây núi đá trở thành một lực lượng không thể thiếu để chúng ta chiến đấu bảo vệ, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Dường như cái người cộng sự cách mạng này đã góp vai trò rất lớn trong những ngày đầu cách mạng, tình thế rất là khó khăn. Và ta thấy được rằng cái sự sáng suốt của Đảng, sự sáng suốt của Bộ Chỉ huy khi đã chọn Việt Bắc làm căn cứ địa, đó là nơi chúng ta có thể dễ dàng tiến, dễ dàng lui, dễ dàng bảo toàn lực lượng. Và đó cũng là nơi mà chúng ta được bảo vệ, được chở che bởi núi răng, bởi rừng tre, bởi sương mù đó. Và dường như hình ảnh đất trời ta cả chiến khu một lòng, tất cả đất trời thiên nhiên, ta con người đều cùng một lòng mà diệt giặc, đó chính là sức mạnh của chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng được đến trận cuối cùng. Ai về ai có nhớ không, ta về ta nhớ Phủ Thông đèo Giàng, Sông Lô phố Giàng, Cao Lạ Nhị Hà. Đó là những cái địa danh mà trở thành những cái chiến khu một lòng đó, là những cái nơi mà răng vây quân thù, che bộ đội, là những nơi mênh mông bốn mặt sương mù, là cái nơi mà đã bảo vệ quân đội, đã đánh kẻ thù như thế. Và đó là những kỷ niệm trong những ngày đầu cách mạng tình thế gian nguy như thế đó. Sử dụng các cái động từ mạnh, sử dụng các hình ảnh so sánh rất là, với những hình tượng rất là đẹp, rất là kỳ vĩ. À, ta đã thấy được cái tính sử thi hào hùng và cũng đầy là bất khuất của quân, của dân. Cái người cộng sự rất là đẹp đẽ, là thiên nhiên đã cùng chúng ta đánh giặc, bảo vệ cái căn cứ địa. Thì đó chính là cái đoạn số 3 này, đúng không ạ? Rồi, thì đó chính là ba cái đoạn mà chúng ta cảm thấy rất là khó. Nếu thi vào, chúng ta hãy viết như thầy vừa mới phân tích nhé. Và cái video này sẽ được gửi đến các bạn sớm, các bạn cùng xem lại để các bạn nhớ lại. Còn những đoạn như là bức tranh tứ bình hay khúc ca ra trận thì đã được nói đến rất kỹ, rất rõ trong phần tài liệu tham khảo của thầy. Các bạn đọc lại trên đó để nhớ, và thầy nghĩ rằng các bạn vào các bạn có thể phân tích được. Thì thầy nói những đoạn mà các bạn khó thôi nhé. Rồi thì đó là phần lý thuyết, là chúng ta tạm dừng với phần nghị luận văn học ở đây, đúng không ạ?